There's something about EPAS. Hey guys. This cat seems to have lost his way. You guys get along nicely now until we find the owner. My name is Epas. Nice to meet you. Thanks for letting me stay with you. I'm Sam. Be sure to let me know if you need anything. Epas, let me show you around the place. Peanuts? I love peanuts! Those are the peanuts I've been saving for a special occasion! My favorite king peanuts! There's only one in the entire world! Why? I can't have a peanut? Of course you can! Yes, you can! Well, thank you! Why are you taking so long? I hope you haven't got any new plans on your mind. Don't worry, just keep your promise. Of course. Just bring me the Force Gem, and I'll make sure you live a quiet life in the forest. We won't bother you anymore. Hey guys! What's that? Under the bed! Where? I don't think there's anything there. What is this? Epas, what are you doing? Hey, guys! Who put you up to this? None of your business. Is it Pascal? Epas, you? We're Pascal's spy? Careful, Lucy! I told you to be careful! Hiya! This flower looks like Epas. I bet she'll really like it if I bring it back to her. Hey guys! Help us! We were caught off guard! What happened here? Epas did it. Epas took all of our Force Gems. I think she planned to get close to us. Epas would never do something like this. I'm gonna go to base and find out what really happened. Here.
Our little spy mission was a complete success. If we just extract all the energy from these force gems, the mini force will be powerless to stop us. Finally, my dream will come to fruition. Now that you have what you want, let me go. That won't be happening. What? Although we work together this time, you're still a former Mini-Force Ranger. I can't let you go. Put her in jail and start extracting the energy immediately. Let me go, you fiend! Get her! Force gun, transform! Ipas, are you okay? Yeah, I'm okay. But actually, I'm... I heard all about it from the commander. Let's get out of here! Yeah! I let you live and you betray me? I won't forgive you. Get them! No! Ipas! Volt, I'm really sorry. You guys, all because of me. Ipas! Ipas! Get a hold of yourself, Ipas! Serves you right. Volt! Force weapon ready! Force sword transform! Force gun transform! Force bone transform! We have no choice. Mechamon, after them! That huge guy finally showed up. We'll use the force cars to handle him. Force car, dispatch! Dispatch! Guys, we can't give up yet. Output is falling. The force bot might stop altogether. We must counter the attack before it's too late. Okay. Force flash, ignition, ready.
everyone. Sorry. And thank you. Epus. Volt, thank you. I will repay this debt someday. Lực lượng nhí, tập phim âm nhạc thôi miên. Chị ấy bị như vậy bao lâu rồi? Chị Suzy không thể nghe được gì một khi chị ấy đang nghe nhạc. Đây, xem nha. Suzy ngốc hơn. Bà chị già. Thấy chưa? Mình nói đúng mà phải không? Các cậu cũng phải thử đi. Ngu ngốc. Chị ấy không nghe. Xem gì nè. Mình cũng muốn thử. Nếu bỏ lỡ cơ hội này sẽ không bao giờ có cơ hội được chọc chị Suzy nữa. Được rồi, bắt đầu thôi. Suzy. Ngu ngốc. Chị có thể nghe thấy hết đó. Mình vẫn còn sống. Xém chút nữa là tiêu đời luôn rồi. Đúng rồi. Tụi em cũng nên nghe bài này đi ha. Có thể tụi em sẽ hiểu chị đó. Tụi em cũng sẽ rất là vui khi được nghe nữa. Làm như em tin lắm vậy á. Có vẻ phiền phức quá. Em không có nghe đâu. Dạ, sao một người có thể trở nên vui vẻ khi nghe nhạc được chứ? Em không hứng thú trong việc hiểu cảm xúc con người. Em cũng thật sự không muốn nghe nhạc đâu. Đừng có như vậy mà, tụi em cứ nghe thử đi ha. Em nói không rồi mà. Nè mấy đứa, chị không biết là tụi em sẽ thích tới như vậy luôn á. Cười đúng không? Dừng lại đi. Đây thực sự là sức mạnh đáng kinh ngạc. Các cậu ơi, chúng ta được triệu tập. Đi thôi. Khoan, mình không thấy Lucy ở đâu hết. Cậu ấy đâu rồi ta? Chúng ta không có thời gian chờ đâu, phải đi trước thôi. Nên đã tạo ra thiết bị thôi miên những người nghe tiếng nhạc của thiết bị đó. Lucy chúng ta cũng trở thành nạn nhân của thiết bị và bị thôi miên rồi. Lần này cảm giác tuyệt vời lại là một sai lầm của cô ấy. Lucy, đây đúng là một chiến thuật ngầm mà. Xử lý những tên này trước đi đã. Khoan, chúng ta phải cứu Lucy trước. Nghe được đó, đi cứu Lucy và những người khác ngay bằng cách tắt nhạc nó đi. Dạ, chỉ huy. Lực lượng nhí, biến hình. Biến hình. Bới đây, quá
đây tôi đi. Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi sẽ đi tới đó. Đúng là âm thanh khó chịu thiệt. Chúng ta phải phá hủy nó nhanh lên đi. Baskan, thả Lucy ra và tắt cái máy nhạc ồn ào đó đi. Không, ta không thể làm vậy. Tấn công một chút. Lực lượng vũ khí sẵn sàng. Lực lượng cung biến hình. Lực lượng súng biến hình. Lực lượng kiếm biến hình. Nếm thử chiêu này xem sao. Thế giới này thuộc về kẻ mạnh. Âm nhạc mạnh của chị, âm nhạc mạnh có thể chiếm lấy được cả thế giới đó. Sức mạnh không phải là điều quan trọng nhất trên thế giới. Âm nhạc được sinh ra để biến thế giới thành nơi xinh đẹp hơn. Các người còn ngu ngốc quá. Đúng vậy, âm nhạc làm cho thế giới xinh đẹp hơn. Đúng vậy, giống như nhạc mà chúng ta nghe lúc nãy vậy đó. Sammy, chúng ta hãy phát nhạc của Suzy ở đây đi, mau lên. Đã rõ. Phát sóng bắt đầu. Cái gì vậy? Lucy, cậu về rồi. Xin lỗi các cậu, mình tới hơi trễ đúng không? Lại muốn cản đường của ta nữa. Người máy âm nhạc tấn công. Đến lúc dùng lực lượng xe rồi. Lực lượng xe, hành động. Hành động. Tôi sẽ không tha khi lợi dụng âm nhạc làm chuyện xấu xa như vậy đâu. Các cậu, dạy cho hắn một bài học đi. Come on.
ra đang giảm xuống nhanh chóng. Chúng ta sẽ không thua chuyện như vậy đâu, đúng không các cậu? Đương nhiên rồi, khởi động động cơ dự phòng thôi. Động cơ dự phòng số 3, đánh lửa. Đánh lửa. Hoàn tất khởi động. Bây giờ tới lúc chúng ta trả đũa rồi, cùng đấu với nhịp điệu của nhạc thôi. Được rồi. Lực lượng pháo bắn. Lực lượng đĩa xoay bắn. Lực lượng lái xe bắn. Tới giờ dọn dẹp. Lực lượng tia sáng bắn. Làm tốt lắm, Lucy. Tuyệt